Thà quá, dễ tin người quá, hơi dễ mũi lòng nếu mà ai đó năn nỉ mình. Ta nhà gái cho nhà trai biết có mấy mình mối có tình rồi. Mấy mối tình rồi? Dạ, em đã ly hôn cách đây 10 năm rồi anh. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em, và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Nhà trai có thể chia sẻ tình duyên về cái tình duyên của mình được không? Cũng đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Lâu chưa em? Dạ khoảng gần một năm vậy, ly hôn gần một năm. Ồ. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ có một cháu trai hiện tại đang ở với mẹ. Ở với mẹ? Dạ. Rồi em hiện nay ở với ai? Chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Dạ em là Bích Liên, em đến từ Quảng Nam. Dạ em năm nay là 39, là em sinh năm 82. Và hôm nay là em vào là ngày hôm qua và ngày có mặt tại đây. Vậy đó hả? Dạ. Em làm gì Liên? Dạ công việc của em là làm đẹp cho các ngôi nhà, em bán hoa phong lan. Hoa phong lan hả? Dạ, phong lan cây cảnh nữa. Được rồi. Anh trai. Dạ, giới thiệu mình cho nhà gái nghe đi. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Minh Hậu, sinh năm 1975. Hiện em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô của Đức tại Việt Nam. À, ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân. Quê Hậu ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Quảng Nam luôn ạ. Rồi em, bây giờ em nói luôn cho bên đó cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em là một người phụ nữ của gia đình, dễ hòa nhập với cái môi trường. Em nấu ăn rất là giỏi. Nói chung là công việc nào em cũng có thể làm được. Rồi còn cái điểm yếu của mình thì điểm sao? Điểm yếu của em á thì em thấy là em cũng hơi nóng tính một tí. Em cũng ít dặn gì ai, bởi vì thực sự là mình luôn dĩ hòa dĩ quý. Dạ. Em trai, giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu cho mình cho bên Liên nghe đi. Dạ, em thì chững chạc, biết ứng xử với tất cả các mối quan hệ trong xã hội và gia đình, có khả năng xử lý tất cả những cái khó khăn đến với mình trong công việc cũng như trong nội tâm, chuyển hóa những cái buồn phiền, những cái khổ não. Hay quá. Dạ, làm việc thì rất là hệ thống, hiệu quả. Sếp của một hãng ô tô là dữ lắm mà, giỏi à. Còn điểm yếu của em thì em cũng có lẽ là mình đôi lúc là mình cảm thấy mình thật thà quá, dễ tin người quá, hơi dễ mũi lòng nếu mà ai đó năn nỉ mình. Là nhà gái cho nhà trai biết có mấy mình mối có tình rồi? Mấy mối tình rồi? Dạ, em đã ly hôn cách đây 10 năm rồi anh. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em, và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Nhà trai có thể chia sẻ tình duyên về cái tình duyên của mình được không? Cũng đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Lâu chưa em? Dạ khoảng gần một năm vậy, ly hôn gần một năm. Ồ. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ có một cháu trai hiện tại đang ở với mẹ. Ở với mẹ? Dạ. Rồi em hiện nay ở với ai? Em ở một mình ạ. Liên Ngọc, vậy giờ em nghĩ là bây giờ cái người đàn ông, cái mảnh ghép của em sau này sẽ như thế nào? Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông của gia đình, vợ chồng là luôn lắng nghe và chia sẻ và thay đổi. Em thích người đàn ông là phải là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trong đó. Và em không thích người đàn ông mà vũ phu, hoặc là có những lời em nói sợ những người đàn ông vũ phu đúng không? Bởi vì trước đây cái cuộc hôn nhân của em á, em đã từng bị như vậy đúng không? Thì em cảm thấy là em có bao nhiêu phần trăm trong cái mong mỏi của Liên? Em có hơn 100% á. Em có hơn 100% á. Wow. Vậy thôi về sẵn đài vậy em nói luôn cái mong mỏi của em đi, để coi Liên có bao nhiêu phần trăm. Ngay từ xưa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện mà kinh tế chính trong gia đình thì người đàn ông làm. Thì em nghĩ là mình có thể làm được chuyện đó. Và rất mong, rất cần một cái người phụ nữ họ có thể là chăm lo được việc gia đình, chia sẻ nói chuyện được với em trong cuộc sống. Với lại cái quan trọng nhất vẫn là đối thoại với nhau một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi nha. Ok. Ở Quảng Nam hả? Dạ. Em về nơi xứ Quảng ha? Dạ. Em nấu cao lầu được không? Dạ được, em rất là giỏi về nấu ăn nhưng mà em chưa mì Quảng. Vậy là hay. Nhưng thấy có cái này khó nè. Anh ở lúc ở trong miền Nam. Dạ. Em ở Quảng Nam. Quảng Nam quá. Dạ không sao, bởi vì em cũng đã xác định tư tưởng rồi. Cái vấn đề mà bạn đời của em ở đâu thì em có thể đi đó. Trời ơi, vì khỏe vậy anh. Bởi vì công việc của em thì có ở đâu cũng có thể làm được. À, ở nhà riêng đúng không? Dạ. Ở mình đúng không? Dạ. Rồi khỏe. Cái nhà đó trồng lan được không em?
Chắc chỉ treo thôi à. Không có đất đúng không? Dạ không có đất. Nhà ở trên trời. Đó, nhưng mà ban công tao ta dạ, trồng dạ. được chứ em. Dạ treo. Trời ơi. Rồi Liên đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bạn của em, là bạn vừa học lớp mà cũng rất là thân. Em chào Hiền Linh, chị Hồng Vân và các bạn ở trường quay ạ. Em Trang, bạn của Liên từ hồi học cũng 3 đến giờ. Theo cảm nghĩ thật của mình nha, tại vì mình chơi bạn mình hiểu tính. Mình là bằng tuổi Liên, bạn này là bằng tuổi chồng mình, y chồng mình luôn. Nói chung là hợp. Nhưng mà vấn đề bạn của em á, là anh phải hiểu thế này nè. Bạn em rất là hoàn cảnh, nhưng bạn em cực kỳ lanh. Sống ở nào cũng sống được hết. Bạn có thể làm nghề gì bạn cũng sống được hết. Nhưng mà do bạn có hoàn cảnh gì thì bạn khó khăn á, bạn không có được những cái cơ hội để bạn vươn lên thôi. Thế bạn em rất là lanh. Bạn em là người phụ nữ của gia đình đó, rất là giỏi trong vấn đề nấu ăn. Không có sự gò bó của gia đình, chỉ có một đứa con đi đâu là lo đi đó thôi. Bạn em có một cái nhược điểm là bạn em nóng tính, cho nên không thích là cứ nói thẳng. Nhưng mà khi mình nói thẳng ra rồi thôi là mình không có bỏ bụng. Em nghĩ anh là một người giống chồng em á, cho nên anh cũng bị thái giống chồng em, cũng rất là dịu dàng và nhẹ nhàng giống như chồng em. Mình nghĩ là vậy đó. Rồi, Hiền, nói chung là Hiền. Rồi, cảm ơn em gái. Hậu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình cũng đông á, 10 người. Và đặc biệt là có bố em từ trên quê xuống. Rồi, xin chào đại gia đình của Hậu. Xin chào bác. Chào Quỳ Linh. Dạ. Dạ. Chào cháu Liên. Dạ, con chào bác. Người ta thường nói bao nhiêu tình yêu cũng dồn về cho một mối. Mà mối đó là mối gì? Là tình yêu đôi lứa. Dạ. Thì cái duyên thì tôi nghĩ là hôm nay đã có rồi đấy. Dạ. Còn lại cái nợ, tôi chỉ chia sẻ một chút là để nhường lại cho hai con có cơ hội của giờ phút này để tìm hiểu và nhận biết nhau, mình là có nợ với nhau. Thì sau đó mấy con phải cố gắng ổn định tinh thần và nhấn nút đi con. Trời ơi. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Dạ tôi 78. Trời ơi con, bác nói hay quá. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Tặng quà đi, tặng quà nó đi đó. Hoa quà. Lấy luôn cái bình nó tặng luôn cũng được. Anh tặng quà cho em. Dạ. Em còn có món quà tặng anh này. Cái món quà của em này là tự tay em làm. Sen đá nó mang cái ý nghĩa là sự kiên trì. Và trong tình yêu thì nó có sự ý nghĩa là sự sắc sâu. Em cũng chúc anh đó là trong công việc là luôn luôn có sức khỏe, có sự kiên dũng về sự bền bỉ. Anh không phải là cái người trồng hoa hay là bán hoa. Thành ra là anh không hiểu lắm về cái ý nghĩa. Thì anh nghe vậy thì anh cũng rất là vui. Thì hôm qua thì anh đi lựa hoa để tặng. Mà anh thấy đây là cái giỏ hoa nó đẹp nhất ở trong cái tiệm đó. Thì thành ra là anh đặt mua cái giỏ này. Em có biết ý nghĩa của giỏ hoa này không? Em nhìn em nói như Vậy. Thì trong này có hoa hồng là hoa tự nhiên, còn cái này là cái này có tên là hoa vũ nữ, nó thuộc dòng hoa phong lan. Em cũng bán dòng này đây. Và phong lan thì nó có tượng trưng nó rất là bền, là một cái loại hoa có sức sống rất là mãnh liệt. Chắc em nghĩ là anh cũng dành cho em như vậy thôi. Còn hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu rồi. Hoa nó xinh, nó đẹp, nhưng mà vài bữa rồi nó cũng sẽ héo. Còn cái quà này thì anh nghĩ là em có thể giữ làm lưu niệm lâu được. Rồi em cảm ơn. Chàng trai có ngỏ ý muốn tặng cho bạn gái bài hát và tự đàn luôn. Đây. Coi như là... Dạ, đúng sở thích của em luôn. Bởi vì bình thường là em cũng hay đi văn nghệ cho câu lạc bộ Hoa Lan của chỗ em á. Anh tặng em và tất cả quý vị trong khán phòng hôm nay một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tựa là Lối Nhỏ Vào Đời. Sẽ là dòng sông anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng
để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này, anh đã cho em mùa xuân. Hay đó. Dạ. Em có thích bài hát của anh không? Dạ em rất là thích. Bởi vì bài hát rất có ý nghĩa. Và em cảm nhận được là anh dành rất là nhiều tình cảm và sự đầu tư trong cái bài hát đó. Thực ra thì anh cũng biết hát rất là nhiều bài. Dạ. Nhưng mà anh cũng lựa dữ lắm. Thì không biết còn gì để nói nữa. Anh em sẽ là lối nhỏ đó. Dạ. Dạ, nói chung là cái cảm nhận của em là em gặp anh nhưng mà em thấy rất là gần gũi. Em thấy rất là giống như là em gặp anh ở đâu đó rồi. Mà em cảm thấy nói chung là ở anh có sự em có thể có sự tin tưởng. Đúng theo cái suy nghĩ của em. Hai đứa chuẩn bị cưới nhau đó. Rồi có sinh con đẻ cái gì thêm hay không? Con... đẻ liền luôn ha. Còn về vấn đề sinh con thì em nghĩ là mình cũng nên có thêm một đứa con cho nó vui. Sinh con á thì hai vợ chồng á có con chung thì nó rất là tốt, rất là hay. Tuy nhiên thì anh cũng không biết nữa, tại vì mình lớn tuổi đó. Cái đó cũng phải tùy theo ý kiến của bác sĩ nữa. Thực ra thì mình cũng lớn lên, sinh ra ở Quảng Nam. Gặp em hôm nay thì thấy cũng có cái quê hương ở trong đó. Giúp cho mình cảm thấy gần gũi hơn. Gần lắm đó em. Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng, rượu hồng đào chưa uống đã say. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đừng ngại ngùng bấm nút. Và khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Gì mà bấm chậm vậy? Nắm tay nhau đi. Nắm đi em. Nắm đi. Hẹn hò thiệt rồi đó. Xin phép ba cho tụi con hôn nhau một cái. Hôn má đi Hậu. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vô đời đó. Vô. Gì vậy? Cái nào ôn hôn thắm thiết là tình hữu nghị thôi. Đúng nào. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Dạ rồi, cảm ơn chương trình. Rồi đi qua đi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đi qua đây. Hai đứa đó.